Cùng với sự nỗ lực của nhiều ngành, nhiều cấp và nhiều địa phương, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em của tỉnh Lâm Đồng đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em trong chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2001-2010 và giai đoạn 2012-2020. Cụ thể, trẻ em được tiêm chủng đầy đủ, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng từ 27,5% năm 2005 xuống còn 24% năm 2013. Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và đạt phổ cập trung học cơ sở. Chăm sóc và phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hòa nhập cộng đồng. Tổ chức được nhiều hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em. Các quyền và bổn phận của trẻ em ngày càng được bảo đảm hơn. Đặc biệt, tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán hàng năm đã tạo ra bước chuyển mới về nhận thức, trách nhiệm và sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân đối với công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Ngoài ra, các ngành chức năng kiên quyết xử lý nghiêm kịp thời các loại tội phạm xâm hại trẻ em, lôi kéo dụ dỗ trẻ em đi lang thang, bắt trẻ em lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm, đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, bài trừ văn hóa phẩm đồi trụy, kích động, bạo lực, khiêu gợi tình dục, kịp thời giúp đỡ, giải quyết khó khăn cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sớm hòa nhập cộng đồng như cấp học bổng, các chính sách xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, v.v.